hai nhà máy sản xuất ô tô tại Nhật Bản phải hoạt động cầm chừng do thiếu nguồn cung linh kiện từ Trung Quốc. Theo tờ Nikkei Asian, cho biết hãng xe Nhật Bản sẽ cắt giảm sản xuất hàng trăm ô tô mới tại hai nhà máy tỉnh Samachai, Prefecture thuộc Kanto. Đây cũng là nơi Honda sản xuất mẫu xe Virel SUV và Odyssey minivan. Việc cắt giảm sẽ được thực hiện từ đầu tháng này. Thực tế, hai nhà máy Sanada Prefecture không phải là nơi duy nhất gặp khó khăn do virus corona. Honda cũng đã có 3 nhà máy ở trung tâm Vũ Hán, Trung Quốc. Tất cả nhà máy này không thể hoạt động trở lại trước ngày 11 tháng 3. Lãnh đạo của một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Honda cho biết các bộ phận như phanh và cửa xe đang thiếu hụt. Tình trạng này diễn ra suốt các tuần qua. Honda không phải là hãng xe Nhật Bản duy nhất chịu ảnh hưởng. Nissan cũng ngừng sản xuất xe vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật của tháng này tại nhà máy Fukuda Prefecture. Hồi tháng 2, Nissan cắt giảm công suất nhà máy trên trong 4 ngày, khiến cho hàng nghìn chiếc xe không thể rời dây chuyền sản xuất. Có tin Mazda cũng giảm sản xuất một số các mẫu xe linh kiện nhập từ Vũ Hán. Mẫu xe Great Icon trang bị hệ thống làm sạch không khí thông minh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh, theo tuyên bố của hãng xe Trung Quốc. Theo đó, hệ thống làm sạch không khí thông minh AASPS được chứng nhận đạt tiêu chuẩn N95, kết hợp với hệ thống điều hòa không khí trên xe có cô lập và tiêu diệt các yếu tố gây hại trong khoang lái như vi khuẩn và virus. Gray đã phát triển hệ thống AAPS trong thời gian ngắn kỷ lục. Gray Icon là một trong những mẫu xe đầu tiên sở hữu hệ thống này. Gray Icon trang bị hệ thống Hybrid 48V với công nghệ lái thông minh dựa trên radar và camera. SUV mới được tung ra đúng thời điểm dịch cúm Corona vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ tại Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Italy và Iran. Hãng xe Trung Quốc Geely sở hữu nhiều thương hiệu như Volvo, Polestar, Lotus và một số cổ phần trong nhiều hãng xe khác. Geely từng ủng hộ 50 chiếc xe ô tô cho lực lượng phản ứng nhanh với virus Corona tại Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiên có hãng xe quảng cáo hệ thống làm sạch không khí cabin. Ở thời điểm hiện tại, khi virus Corona chưa bị tiêu diệt, Geely lại là hãng xe duy nhất đưa ra hệ thống tiêu diệt vi khuẩn kiểu này. Chiều ngày 6 tháng 3 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố đang cố gắng hết sức chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức giải đua F1 diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng 4. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu, thành phố sẵn sàng dừng để đảm bảo an toàn. Theo lãnh đạo thành phố, đến nay có gần 100.000 khách đăng ký đến xem đua xe F1 tại Hà Nội và kế hoạch tổ chức cuộc đua chưa có gì thay đổi. Chủ tịch Hà Nội cho hay thành phố sẽ chuẩn bị tốt nhất để phục vụ giải đua nếu đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tập hợp, công khai tất cả thông tin về tình hình dịch để người dân và du khách nắm. Ông Trung cho hay, ban tổ chức giải đua F1 vẫn thông báo chặng đua ngày 15-16 tháng 3 diễn ra tại Australia, chặng ngày 24-25 tháng 3 tại Bahrain và chặng đầu tháng 4 tại Việt Nam diễn ra bình thường. Ông Trung cho rằng, vướng mắc chính là những du khách đến xem các đội đua đến từ các quốc gia có dịch mà Việt Nam đang hạn chế visa. Hà Nội sẽ phải báo cáo chính phủ, những người này khi đến Việt Nam cũng phải thực hiện biện pháp cách ly, nếu cần thiết thì đến trước 14 ngày cách ly nghiêm túc. Trước đó, đại diện của công ty Việt Nam Grand Prix, đơn vị tổ chức F1 Việt Nam, cho biết đơn vị đang theo sát mọi diễn biến dịch bệnh và cố gắng đảm bảo an toàn cho các đội đua, khách tham dự. Tuy nhiên, công ty này không đề cập đến việc giải đua có bị hoãn hay không. Đầu tháng 2, Trung Quốc đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động thể thao trong nước, bao gồm cả chặng đua F1 dự kiến diễn ra ngày 7-19 tháng 4 tại Thượng Hải. Liên đoàn ô tô quốc tế FIA đã ra thông báo sẽ hoãn hoặc sắp xếp lại lịch đấu các chặng đua F1 mùa giải năm 2020 nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong thời gian tới. FIA cho biết sẽ theo dõi sát mọi diễn biến, nhưng vẫn rất e ngại nguy cơ dịch bùng phát dữ dội khiến phải hoãn chặng đấu ở Trung Quốc, kéo theo lịch đấu các chặng khác cũng phải thay đổi, trong đó các chặng đua tại Việt Nam. Trả lời báo chí hôm 14 tháng 2, ông Ross Brown, giám đốc điều hành của F1, khẳng định không có ý định đổi lịch của chặng đua Việt Nam Grand Prix. Đối với Việt Nam GP, tất cả những báo cáo chúng tôi nhận được đều giống với ở Anh. Có một số trường hợp nhiễm bệnh nhưng chưa đến mức độ đáng lo ngại. Chúng tôi được khuyến cáo chặng đua có thể diễn ra bình thường, ông Brown nói.